Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe JFM, tần số 98.9 MHz. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi với chủ đề 3 phương pháp tăng chiều cao tối đa cho trẻ. Và đồng hành cùng với chủ đề này, Lê Thông xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, đó là thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ Bệnh viện Sanh Pôn. Xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào quý thính giả đang theo chương trình, xin chào Lê Thông. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã dành thời gian tới với phòng thu của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống tăng chiều cao Vitin của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành và tài trợ cùng chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn số 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn và chi tiết tại website bacsitivan.vn. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng đây cũng là một nỗi lo lắng và đặc biệt là kỳ vọng của rất nhiều ông bố bà mẹ. Thực tế ra thì trong bản thân của mỗi quý vị, đặc biệt là những người đang làm cha làm mẹ hoặc sắp sửa làm cha làm mẹ, thì chúng ta đều mong muốn rằng là con cái của mình lớn lên và phát triển toàn diện nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Và đặc biệt là với chiều cao thì đây là một trong số những mong mỏi vô cùng chính đáng. Và rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao ở các con mà có lẽ rằng quý vị phụ huynh cũng như quý vị thính giả chúng ta cũng đã từng nghe ở đâu đó rồi. Tuy nhiên thì với chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm rõ chủ đề, đó là 3 phương pháp tăng chiều cao tối đa cho trẻ. Quý vị chúng ta quan tâm tới chủ đề này hãy cùng giữ sóng và lắng nghe cuộc trò chuyện ngay sau đây giữa Lê Thông cùng với thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Thưa bác sĩ thân mến, là xin bác sĩ có thể cho biết những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ ạ? Lê Thông nói rất là đúng, tức là bây giờ cái chiều cao là vấn đề mà các bậc cha mẹ rất là quan tâm cho con bé em của mình. Thế và khi mà nhắc đến chiều cao thì thường người ta hay nghĩ là yếu tố di truyền, tức là nếu bố mẹ mà cao thì con sẽ cao, hoặc là bố mẹ thấp thì con thấp. Nhưng mà thực tế thì các nhà khoa học đã chứng minh rằng là có rất nhiều yếu tố mà nó giúp cho bé phát triển chiều cao, mà trong đó là dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất. Thì người ta đã nghiên cứu và thấy rằng dinh dưỡng chiếm tới 31% trong cái phát triển chiều cao của các trẻ nhỏ. Thực tế chúng ta thấy rằng là khi ở cái trẻ Việt Nam, khi nhiều nghiên cứu thì chỉ rằng khi mới sinh thì trẻ em Việt Nam cũng có cân nặng tương đương với trẻ em của các nước phát triển. Nhưng khi mà đến tuổi trưởng thành thì chiều cao của trẻ em Việt Nam lại có vẻ khiêm tốn hơn so với chiều cao của các em bé ở trong nước khu vực và ở các nước đang phát triển. Điều đó chứng tỏ rằng là có thể bữa ăn của người Việt nó chưa được hợp lý, hoặc chúng ta chăm sóc nó chưa đúng cách, hoặc cái môi trường xã hội của chúng ta chưa đảm bảo để giúp cho em bé nhà mình phát triển cái chiều cao đúng chuẩn giống như là ở các nước phát triển. Chúng ta hãy nhìn lại cả một chặng đường của cái nước Việt Nam chúng ta, cũng không cần phải nhìn đâu xa, tức là từ những đầu thế kỷ thứ 19 thì đầu thế kỷ thứ 20 thì là những cái khoảng năm 30-45 rồi đấy, thì các bạn xem lại phim thì thấy rằng là cả một dân tộc chúng ta là suy dinh dưỡng, tức là lúc đấy kể cả con trai con gái người lớn cũng đều là rất là thấp bé. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 20 sang đầu thế kỷ 21 thì chúng ta nhìn lại và chúng ta xem phim ảnh thấy rằng là các con em của chúng ta đã rất cao to và đẹp trai và xinh gái. Dạ. Thì đấy cũng thấy rằng là cái hiện nay là cái cuộc sống của chúng ta đã nâng lên rất là nhiều, và cái môi trường sống cũng được đảm bảo hơn, và cái bữa ăn của người Việt cũng đã được đảm bảo hơn. Chính vì thế mà con em của chúng ta giờ này nó cũng cao hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Dạ. Và đấy là thực tế mà các bạn nhìn thấy. Còn nhìn ra ngoài bên ngoài thế giới thì các bạn thấy rằng là tôi nhớ ngày xưa tôi còn nhỏ đấy, thì người ta cứ nói về Nhật Bản, người ta cứ bảo là Nhật lùn. Nhưng bây giờ các bạn thử nhìn lại xem các em bé ở Nhật Bản còn cao hơn cả các em bé ở Việt Nam, chứng tỏ rằng người ta cũng đã hiểu rất rõ các yếu tố về giúp cho cái phát triển chiều cao, và họ đã thực hiện và kết quả là cả một dân tộc đã cao lên rất là nhiều. Thế ngoài dinh dưỡng ra thì còn những yếu tố khác như là những cái yếu tố là thể thao. Nếu chúng ta cho em bé thể thao đúng cách và phù hợp thì nó cũng giúp cho tăng chiều cao tới 23%. Và môi trường xã hội, một môi trường sống trong lành, một giấc ngủ tốt, ngủ sâu thì nó cũng giúp cho cái tăng cái chiều cao tới 26%. Trong khi cái di truyền mà chúng ta vẫn tưởng, lâu nay chúng ta vẫn tưởng là nó đóng vai trò quan trọng nhất, thì cái di truyền thì nó lại chỉ chiếm có 20% thôi. Vâng. Chúng ta thấy rõ ràng là để bé phát triển chiều cao thì tới 75-80% là cái yếu tố khác, còn di truyền chỉ có 20% thôi. Và Việt Nam của chúng ta thì hiện tại vẫn là ở trên cái con đường mà đang phát triển, cho nên các bạn vẫn phải cố gắng chăm sóc bé một cách khoa học, tức là phải đảm bảo một chế độ ăn cân đối đầy đủ dinh dưỡng, các thành phần dinh dưỡng. Đừng vì thành tích mà bắt con phải học nhiều quá mà không để ý đến giấc ngủ sinh lý của em bé. Rồi chúng ta cũng nên dành thời gian để cho em bé vui chơi mỗi ngày,
và vì điều đó ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của em bé tới 75-80%. Và khi nào Việt Nam chúng ta được xếp vào hàng các nước đã phát triển thì lúc ấy là bạn hãy nghĩ rằng con nhà mình không cao bằng con nhà hàng xóm bên cạnh chẳng hạn, thì mới là do cái vấn đề về di truyền. Còn bây giờ thì vẫn phải chú ý tác động các yếu tố giúp bé phát triển chiều cao để bé có thể đạt được chiều cao tối ưu khi trưởng thành, bởi vì có rất nhiều yếu tố nó tác động lên cái phát triển chiều cao của em bé và di truyền chỉ làm yếu tố nhỏ thôi ạ. Dạ vâng, như vậy là bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cũng vừa cho chúng ta biết được những lý do để có thể khiến cho tình trạng chiều cao của trẻ nhà mình bị ảnh hưởng ra sao. Và cũng xin thưa với quý vị thính giả rằng là đúng là như bác sĩ Đinh Ngọc Hoa chia sẻ, thì trước đây thì hầu như là hầu hết ông bố bà mẹ nào cũng nghĩ rằng con nhà mình không cao được là tại vì anh không cao được hoặc là do em không cao đúng được đấy. Đúng ạ. Hai vậy. Vợ chồng là hay chia sẻ cho nhau là cứ đổ lỗi cho nhau như vậy. Tuy nhiên là cũng có những trường hợp bây giờ chúng ta thấy đúng không ạ, bố mẹ có thể không cao nhưng con cái sinh ra rất cao, rất khỏe mạnh, rất đẹp trai, xinh gái đúng không ạ? Vâng. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy rằng những yếu tố di truyền không hoàn toàn quyết định 100% trong cái vấn đề là tăng chiều cao tối đa cho trẻ. Và thưa bác sĩ thân mến, là hiện nay thì các bậc phụ huynh của chúng ta thì cũng đã ý thức được hơn về cái vai trò quan trọng của chiều cao rồi, và có hầu hết các em nhỏ thì cũng đã đều được bố mẹ của mình bổ sung dinh dưỡng một cách khá là đầy đủ. Tuy nhiên thì chiều cao vẫn chưa được cải thiện nhiều cho lắm, và đến tuổi trưởng thành thì vẫn rất nhiều em bị thấp hơn so với chuẩn. Vậy thì theo bác sĩ, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ạ? Đúng như là Lê Thông nói, tức là chúng ta cũng ngày nay các bậc cha mẹ thì cũng thấy rất rõ vai trò quan trọng của cái việc phát triển chiều cao, và kể cả khi mà nhà chúng ta thiếu ăn thì em bé như mình vẫn nhận được cái sự chăm sóc tốt nhất từ các cái bậc cha mẹ. Và bởi vì chúng ta không chỉ mong em bé như mình cao lớn mà khỏe mạnh, mà còn mong bé thông minh là đạt nhiều và thành đạt trong cuộc sống, vì bởi vì chúng ta biết rõ là một chiều cao chuẩn thì sẽ giúp bé như mình tự tin hơn trong cuộc sống này, rồi có những cái cơ hội việc làm nó cũng sẽ tốt hơn và cũng sẽ khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn. Thế một cô gái xinh xắn mà cao ráo thì chắc chắn là sẽ quyến rũ hơn một cô gái mà xinh xắn nhưng mà thấp, đúng không Lê Thông nhỉ? Dạ vâng, cũng đúng ạ. Đấy. Tuy nhiên thì trên thực tế thì cho dù là em bé đã nhận được sự chăm sóc tốt như vậy thì nhưng mà đến tuổi trưởng thành thì có nhiều bạn là vẫn chưa đạt được cái chiều cao mong muốn, thì điều đó có thể thấy rằng là có khả năng là chúng ta bổ sung dinh dưỡng chưa hợp lý, chưa khoa học. Và chúng ta cũng biết rằng là trẻ nhỏ thì rất là hay bị ốm vặt, mà trẻ nhỏ thì cái miễn dịch, nhất là khi trẻ mới sinh thì cái miễn dịch của trẻ nó vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, bởi vậy trẻ rất hay bị ốm vặt. Rồi khi ốm như vậy thì lại biếng ăn này, rồi lại phải sử dụng kháng sinh này, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hấp thu thức ăn của trẻ thông qua cái đường tiêu hóa. Và chúng ta biết rằng là cái tốc độ phát triển của cơ thể thì phụ thuộc vào lượng thức ăn mà chúng ta ăn vào. Nếu như bây giờ mà chúng ta muốn em bé như mình nhanh lớn nhưng mà em bé lại không ăn được thì tất nhiên không có vi chất ở đâu để xây dựng cho cơ thể để em bé lớn được, cho nên là cái việc của em bé ốm đau nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển của cơ thể, đặc biệt là chiều cao. Rồi thói quen của chúng ta nữa, cái người Á Đông của chúng ta có thói quen là kiêng cữ, tức là khi đẻ chúng ta kiêng này, không những là kiêng em bé không ra ngoài, đóng cửa kín này, không cho ra ngoài ánh sáng, ra ngoài vì chúng ta sợ là khi ra ngoài thì em bé sẽ dễ bị ốm này, rồi mẹ lại ăn kiêng này. Đấy, có rất nhiều thứ, thì khi em bé ốm đau thì lại kiêng này, đi ngoài thì kiêng ăn đã đành rồi, nhưng mà ho cũng tôi cũng thấy là kiêng này, rồi sốt cũng kiêng, tức tóm lại là khi đã ốm là kiêng tất cả mọi thứ, kiêng nước, kiêng gió, kiêng ăn. Thế thì cái việc mà chúng ta kiêng như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao trực tiếp của em bé. Vì thứ nhất là kiêng ăn thì em bé không đủ các vi chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta kiêng cứ giữ kín ở trong nhà mà không cho em bé ra bên ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thu vitamin D. Mà vitamin D thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc hấp thu canxi cho cơ thể. Hoặc là đôi khi chúng ta bổ sung cái canxi cho em bé nhưng chúng ta lại quên đi những cái dưỡng chất quan trọng để giúp cho cái hấp thu canxi được tốt, như là vitamin D, MK7 hoặc những cái dưỡng chất mà giúp cho cái mật độ xương nó được chắc hơn, như là kẽm, như magie, như sắt, như đồng. Và chúng ta ai cũng biết rằng là khung xương được cấu tạo bởi canxi, và canxi thường được xuyên được bổ sung từ nhiều thập kỷ, nhưng trước đây thì chúng ta thường hay là bổ sung cái canxi đơn thuần. Và ngày nay thì khoa học người ta đã phát hiện ra là cái vai trò rất lớn của cái vitamin D3 và MK7 trong cái việc phát triển chiều cao. Và nếu chúng ta bổ sung canxi cho em bé, chúng ta cũng nên bổ sung cái sản phẩm mà nó có canxi, nó có đi kèm với vitamin D3 và MK7 để nó giúp cho cái việc hấp thu canxi được tốt và gắn kết canxi tối ưu. Thì có như vậy thì hệ xương của em bé nó mới được vững chắc, và em bé nhà mình mới có được cái chiều cao tốt khi bé đến tuổi trưởng thành.
Vâng, thưa quý vị thân mến, là cũng có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chiều cao của trẻ không được như mong muốn mà bác sĩ Đinh Ngọc Hoa của chúng tôi cũng vừa chỉ ra. Và quý vị đang đồng hành cùng với Lê Thông cùng bác sĩ Đinh Ngọc Hoa trong chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta quan tâm tới chủ đề của chương trình, đó là những phương pháp tăng chiều cao tối đa cho trẻ, và đặc biệt là với các bệnh lý về nhi khoa, thì thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa của chúng tôi sẽ cùng lắng nghe và thông tin tư vấn cho quý vị thính giả. Quý vị hãy ghi nhớ những cách thức để chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là quý vị có thể gọi về số tổng đài 1900 6255. Tiếp đó quý vị cũng có thể soạn câu hỏi của mình gửi về hòm thư biên tập a@989.vn lúc này đây. Một cách thức đơn giản hơn là quý vị có thể truy cập vào mạng xã hội Facebook của kênh Jobem, Sức Khỏe Jobem. Chúng ta để lại những câu hỏi của mình và chúng tôi sẽ cùng tổng hợp chuyển tới thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa trong buổi sáng ngày hôm nay để quý vị được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể. Quay trở lại với cuộc trò chuyện thì thưa bác sĩ thân mến, là như vậy là dựa trên những yếu tố nguyên nhân đó thì việc tăng chiều cao cho trẻ chúng ta phải áp dụng những phương pháp đồng bộ như thế nào ạ? Để cho bé phát triển chiều cao tốt thì chúng ta phải tác động vào các cái yếu tố mà giúp tăng chiều cao cho em bé. Thì quan trọng nhất thì vẫn là dinh dưỡng. Chúng ta đều biết rằng là dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần cái tăng chiều cao cho em bé tới 31%. Và một điều nữa là dinh dưỡng hợp lý thì nó sẽ ngăn ngừa cái tình trạng dậy thì sớm, là một trong những nguyên nhân mà khiến cho em bé, nhìn nó kìm hãm sự phát triển của em bé khi mà đến tuổi trưởng thành. Vậy dinh dưỡng hợp lý là như thế nào? Các bạn phải cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ. Sữa mẹ vẫn là tốt nhất, và cái đặc biệt là cái sữa mẹ trong cái những cái ngày mà mới khi chúng ta mới sinh ấy, trong 72 giờ đầu tiên, những cái sữa non ở trong cái cho mẹ bé bú mẹ sớm, khi mà chúng ta sinh ra chúng ta cần cho bé bú mẹ sớm, việc sữa non trong 72 giờ đầu đấy nó có tác dụng rất tốt. Không những nó có hàm lượng cái protein cao gấp 4 lần sữa bình thường mà nó còn chứa đủ các axit amin, ngoài ra đặc biệt là nó có các cái kháng thể, cái kháng thể này giúp cho em bé nhà mình trực tiếp chống lại các cái bệnh tật. Và khi mà cái em bé mà đến cái tuổi ăn dặm thì chúng ta cũng không nên cho em bé ăn dặm sớm quá. Nếu trường hợp mà bất khả kháng mà mẹ mà không có sữa, chúng ta đành phải nuôi bé bằng cái sữa công thức, nhưng mà chúng ta cũng phải đợi đến 6 tháng chúng ta mới cho em bé ăn dặm. Cái việc ăn sam sớm hoặc ăn sam quá muộn nó ảnh hưởng hệ tiêu hóa của em bé cũng như sự phát triển của trẻ. Và khi mà chúng ta cho em bé ăn thì chúng ta cũng phải để ý ăn cân đối các thành phần dinh dưỡng. Và chúng ta càng thay đổi nhiều thực phẩm bao nhiêu thì em bé nhà mình được càng được cung cấp đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng bấy nhiêu. Và chúng ta nhớ một cái điều là khi chúng ta cho em bé ăn một loại vi chất dinh dưỡng mới thì chúng ta, hoặc là một loại thực phẩm mới, chúng ta nên cho em bé ăn ít một, từ từ tăng dần để có cơ thể em bé tập làm quen. Vì có nhiều bạn là ăn thức ăn cũng bị dị ứng. Ví dụ như là ăn, có bạn ăn cua này, ăn tôm này thì mẩn đỏ này, rồi là bị lên cơn hen này. Nên chúng ta phải rất chú ý là khi chúng ta cho em bé ăn thức ăn một loại thức ăn mới thì chúng ta cần phải ăn nhiều bữa nhỏ để cho em bé tập làm quen. Thế và cái vào những cái giai đoạn vàng mà cơ thể phát triển thì chúng ta ưu tiên những nhóm thực phẩm mà giúp phát triển cái chiều cao, như là những thực phẩm như là cái chứa tôm, cua, cá và rau thì nó có nhiều cái canxi, thì chúng ta ưu tiên cái nhóm thực phẩm này hơn những cái nhóm thực phẩm khác. Và có 3 giai đoạn vàng phát triển chiều cao, đấy là giai đoạn 3 tháng cuối trong cái thai kỳ. Và để cho bé chăm có được cái chiều cao tốt khi trưởng thành thì chúng ta cần phải chăm sóc cho các bà mẹ ngay từ khi mà các bà mẹ mang thai, và đặc biệt là 3 tháng cuối của thai kỳ thì mẹ cố gắng ăn uống tốt và bổ sung thêm các thực phẩm. Ngoài việc ăn tốt ra, chúng ta cũng nên bổ sung thêm cái thực phẩm mà nó có chứa canxi, vitamin D, MK7, để cho bé nhà mình khi sinh ra nó đạt đủ cân nặng và chiều cao. Thì em bé đạt đủ cân nặng và chiều cao như vậy thì nó sẽ có tiền đề tốt để mẹ phát triển tiếp tục sau này. Thế và cái giai đoạn vàng thứ hai là giai đoạn từ 0 cho đến 3 tuổi, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiền dậy thì từ 10 cho đến 12 tuổi ở trẻ nhỏ. Thế thì ở những giai đoạn vàng như thế là những cái giai đoạn mà cơ thể em bé phát triển chiều cao rất là nhanh. Và ngoài cái việc mà bổ sung một chế độ ăn đầy đủ rồi, các bạn nên chú ý bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng giúp cho bé phát triển chiều cao ở những giai đoạn này. Và cái ngoài ra thì chúng ta phải chú ý là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm tốt này, rồi là chúng ta tiêm chủng đầy đủ. Và chúng, vì là chúng ta có làm được những việc như thế thì em bé nhà mình mới không bị ốm vặt, và không bị ốm vặt thì em bé mới ăn uống tốt và mới phát triển chiều cao tốt được. Thứ hai nữa là ngoài cái việc mà ăn uống tốt như vậy rồi, chúng ta cũng phải đảm bảo cho em bé có một cái giấc ngủ tốt. Vì chúng ta biết rằng là cái một cái giấc ngủ sâu và ngủ đủ giờ thì giúp cho cái chiều cao phát triển tới 26%. Vì chúng ta biết là trong cái khoảng thời gian ấy, nửa đêm ấy, khoảng từ 10 giờ cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau là khoảng thời gian mà hormone tăng trưởng nó tiết ra nhiều nhất, nhất là khi em bé ngủ say, tức là em bé ngủ say khoảng 1 tiếng thì cái nồng độ hormone tăng trưởng tiết ra gấp 4 lần so với bình thường. Một em bé mà ngủ sâu giấc
thì em bé đó sẽ phát triển chiều cao tốt hơn là những em bé mà cứ chằn chọc trong đêm không ngủ được. Cho nên chúng ta phải chú ý là chúng ta nên tôn trọng cái giấc ngủ sinh lý của em bé, vì cái giấc ngủ đấy không những là giúp như phát triển chiều cao, nó còn giúp cho cái việc mà phát triển các cái tế bào thần kinh và phục hồi sức khỏe. Vì các cái tế bào thần kinh, nó sự myelin hóa của các tế bào thần kinh nó diễn ra mạnh nhất vào lúc mà chúng ta ngủ. Và cái việc mà chúng ta tôn trọng cái giấc ngủ sinh lý như vậy thì nó sẽ giúp cho chiều cao của em bé phát triển rất là tốt. Và để cho cái em bé được ngủ sâu giấc thì cái phòng ngủ của em bé nó cũng phải thoáng này, nhưng mà nó lại phải tránh được gió lùa, nó phải yên tĩnh. Và nó đến buổi tối thì là các bạn cũng nên tắt điện đi để cho em bé ngủ. Vì có rất nhiều những bà mẹ mới sinh là sợ là những em bé đái này, hoặc là em bé bú xong bé bị nôn chớ này, nên là chúng ta cứ để điện sáng. Và để điện sáng thế thì bé lại ở trong bụng thì tối, lúc ra bên ngoài thì ban ngày của chúng ta thì lại tắt điện. Cho nên là anh nhà cửa, nhất là ở thành thị thì cái nhà cửa nhà cao tầng rất là nhiều, nên là ánh sáng đôi khi lại thiếu. Thế thì ánh sáng ban ngày thì nó lại có khi lại còn ít hơn mình sau ban đêm. Nếu ban đêm mà chúng ta cứ bật điện sáng thì ban đêm nó còn sáng hơn cả ban ngày ở trong phòng. Thế thì chúng ta buổi đêm chúng ta cũng nên tắt bớt đèn đi, và chỉ để một cái đèn ngủ nhỏ vừa phải để cho em bé tạo ra một thói quen để cho em bé ngủ về cái giấc ngủ sinh lý về đêm của em bé nó được tốt. Và còn một vấn đề nữa để giúp cho tăng cường chiều cao cho bé, đấy là cái hoạt động thể thao. Hoạt động thể thao đúng cách và phù hợp thì nó giúp tăng chiều cao tới 23%, và nó làm tăng mật độ xương và phát triển chiều dài của xương. Thế ngoài cái việc mà giúp cái luyện tập thể thao này thì chúng ta cũng biết rõ là nó cũng không phải rằng là một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, hay là một tháng, hai tháng, mà nó phải là cả một quá trình và tạo thành một thói quen từ nhỏ cho đến lớn. Kể cả khi chúng ta đã trưởng thành rồi và khi chúng ta đã già thì cái thể thao nó cũng giúp cho chúng ta được khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa các cái bệnh mãn tính, rồi giúp cho cái mật độ xương nó được tốt và nó phòng tránh được cái bệnh loãng xương. Và những cái môn thể thao giúp cho phát triển chiều cao là những môn thể thao kéo giãn, như là ví dụ như những cái bài tập mà trẻ lớn, khi mà em bé được 10 tuổi thì em bé có thể lựa chọn những môn thể thao mình yêu thích và có thể tập giống như là người lớn được. Ví dụ như có thể tập mà xà đơn này, xà đơn cũng là một cái môn thể thao kéo giãn tốt. Và tôi thấy ở các khu chung cư bây giờ là hay người ta hay có những sẵn những cái xà đấy để các bạn có thể, không những mà trẻ em, người lớn cũng có thể đu xà để cho phòng những cái trường hợp như là bị thoát vị địa đệm này. Đấy, chúng ta thoát vị địa đệm chúng ta cứ treo trên xà đơn là cũng rất là đỡ. Thế rồi những cái môn thể thao như là bóng rổ này, như là cầu lông này, đạp xe này, bơi lội này, rồi yoga, có những tư thế như là tư thế chào mặt trời này, những tư thế mà có tác dụng kéo giãn ấy, thì nó cũng làm cho cái cột sống của chúng ta nó kéo giãn ra và cái xương nó dài ra, và nó cũng làm cho cái xương của chúng ta nó được cứng chắc và nó dẻo dai. Rồi hơn nữa, thể thao còn có nhiều tác dụng tốt nữa. Thể thao nó giúp cho cái việc phát triển trí tuệ cũng như là thể lực, nó làm tăng cái lượng máu lên não, và khi não có đủ oxy thì nó cũng sẽ làm cho em bé tăng trí nhớ và phát triển tốt các cái tế bào thần kinh. Rồi nó cũng làm tăng cường sự rắn chắc của xương và cơ bắp, nó giúp cho cơ xương ở cái giữ ở cái mật độ cao, và nó làm giảm cái loãng xương, và nó giúp cho tâm trạng của em bé vui vẻ, để giảm căng thẳng này, từ đó em bé sẽ học tập tốt hơn, ăn ngon hơn và ngủ sâu giấc hơn, và giúp bé tự tin hơn, có tính tập thể và dễ hòa đồng hơn với các bạn. Và nó cũng làm tăng cường cái sự lưu thông máu và giúp trẻ có một cái trái tim khỏe mạnh. Như vậy cái việc thể thao nó sẽ rất tốt cho cái cơ thể chúng ta, không những đối với trẻ nhỏ, và nó còn tốt cho cả chúng khi chúng ta đã trưởng thành và về già. Còn đối với em bé nhỏ hơn cái 10 tuổi, chúng ta cũng vẫn có thể giúp cho em bé thể thao. Ví dụ như khi em bé bắt đầu biết đi chẳng hạn, thì chúng ta khuyến khích em bé tập đi, hạn chế cái việc bế. Vì việc bế là sẽ làm cho cái việc mà khi chúng ta bế như vậy, em bé dẫn đến lười, không chịu vận động. Và không chịu vận động thì nó cũng sẽ, đứa trẻ nó sẽ mệt mỏi, ăn uống kém và ngủ cũng sẽ không yên giấc. Nên là chúng ta nên là khi bé đã đến tuổi tập đi, chúng ta nên khuyến khích em bé tự đi. Và khi mà lớn hơn một chút, 2-3 tuổi, chúng ta có thể cho em bé đạp những cái xe đạp ba bánh, thì đó cũng là một cái cách thể thao. Và chúng ta buổi sáng nếu như mà cái trời nó không lạnh quá thì chúng ta nên cho em bé vui chơi ngoài trời vào buổi sáng thì nó là tốt nhất. Bởi vì là cái ánh nắng buổi sáng ấy, nó có chứa nhiều cái, nó giúp cho cơ thể chúng ta giúp hấp thu cái vitamin
vitamin D cho cơ thể. Thế và những em bé nhỏ hơn mà khi em bé chưa biết đi thì làm thế nào? Thế thì chúng ta cũng có thể khuyến khích em bé khi mới sinh, chúng ta cũng có thể giúp em bé tập thể thao bằng cách là buổi sáng ngủ dậy chúng ta nắn chân nắn tay cho em bé này, rồi cho em bé tắm nắng này, khi em bé được 3 tuần tuổi đã có thể cho em bé ra tắm nắng, rồi tự mình có thể giúp bé tập thể dục bằng cách là chúng ta vận động chân tay cho em bé, rồi bóp chân bóp tay cho em bé, vừa bóp chúng ta vừa kéo giãn thì nó cũng sẽ giúp cho cái chân của em bé được thẳng ra. Có rất nhiều những em bé khi mới sinh ra là chân cong nhưng mà cha mẹ chịu khó tập cho em bé và chịu khó kéo giãn là đến 1 tháng 2 tháng sau là chân nó đã thẳng ra rồi. Thì chúng ta thấy rất là hiệu quả khi mà chúng ta tập thể dục. Và để cho như vậy, để cho bé phát triển chiều cao một cách tối ưu thì chúng ta cố gắng là kết hợp một cách linh hoạt các cái biện pháp giúp tăng chiều cao là dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và thể thao thường xuyên. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa của chương trình cũng đã chia sẻ rất kỹ những phương pháp để quý vị có thể cải thiện chế độ sinh hoạt điều độ cho con em của mình, và từ đó thì cũng có thể giúp là phát triển chiều cao một phần nào đó cho các em. Tuy nhiên thì thưa quý vị thân mến, là với chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi vẫn đang chờ đợi quý vị chúng ta gọi điện về và tương tác trực tiếp cùng với chương trình thông qua tổng đài đường dây nóng lúc này, đó là số 19006255, hoặc là email biên tập@989.vn. Và một cách thức đơn giản hơn là quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi trên fanpage Sức Khỏe FM và để lại những câu hỏi. Các biên tập viên của chương trình sẽ cùng tổng hợp và chuyển tới khách mời ngày hôm nay, đó là thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, để được quý vị và các bạn sẽ cùng trò chuyện trực tiếp và nhận được những lời tư vấn từ phía bác sĩ Ngọc Hoa. Và thưa bác sĩ thân mến ạ, như chúng ta cũng đã phân tích ở đầu chương trình thì thực tế hiện nay thì cũng có những tình trạng là các em thì một số đạt được cái chuẩn chiều cao khá là tốt so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên lại cũng có một số em rơi vào trạng thái là mất cân đối về hình thể, thể lực không được khỏe. Thì điều này thì cũng đặt ra rất nhiều những cái vấn đề lo ngại cho các bậc cha mẹ, đúng không ạ? Và thậm chí là tôi nghĩ rằng là đối với các em cũng chính tự cho mình, nhất là những em mà đã bắt đầu bước vào cái độ tuổi trưởng thành chẳng hạn, thì các em cũng sẽ có những vấn đề suy nghĩ là mình phải cải thiện như thế nào. Vậy thì trước khi mà đưa ra cái vấn đề cải thiện làm sao thì xin bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn một chút về cái nguyên nhân của cái tình trạng là chiều cao phát triển nhưng lại không cân đối về thể lực và sức khỏe lại yếu ạ. Vâng. Đúng như là Lê Thông nói, tức là có rất nhiều em bé có đạt cái chiều cao khá tốt so với bạn bè cùng trang lứa, tuy nhiên vóc dáng thì lại không được cân đối, thể lực lại không được khỏe. Có những bạn rất cao nhưng lại gầy, nhưng có những bạn thì lại thừa cân béo phì. Và nhìn thì cao to hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng những cái bạn như thế thì lại rất là hay bị ốm vặt này, vận động thì cũng rất là hay bị mệt, tức là chạy nhiều khi là trong một cái tiết tập thể dục, với những bạn mà có cái chiều cao mà cân nặng mà nó đạt chuẩn ấy, thì những bạn ấy vận động thì không vấn đề gì, những cái bạn mà nó gầy quá hoặc những bạn béo quá thì các bạn chạy một lúc là bắt đầu mệt rồi, tim đập nhanh rồi mệt mỏi, thở dốc rồi vã ra nhiều mồ hôi. Thế thì những cái bạn mà có cái cân nặng chiều cao nó không đạt chuẩn như vậy thì nó hầu hết là đều nguyên nhân đều do là cái dinh dưỡng có thể là chưa cân đối và hợp lý. Và một điều nữa là những bạn này có thể là ít hoạt động thể lực, vì chúng ta biết là khi đã mệt mỏi mà thì nó cũng không muốn hoạt động, vì khi hoạt động nó lại càng mệt hơn, cho nên là cứ ngồi một chỗ. Thế giờ cuộc sống thì hiện đại như thế này, sự phát triển rất là mạnh mẽ của khoa học cùng với sự phát triển của cái internet nữa, cho nên là nhiều khi là cái lười vận động ấy tự nhiên nó đến, chứ không phải chúng ta cũng muốn vận động nhưng mà bây giờ chúng ta bị hấp dẫn bởi những cái trang mạng này, những cái bài báo này, vì chúng ta cứ ngồi chúng ta đọc, thế rồi Facebook nữa, rồi nhiều thứ nữa, nên là chúng ta cứ đọc mải miết, và ngay cả người lớn cũng vậy, rất là lười vận động. Mà nói đến thể dục thì nói thì rất là giỏi và nói thì rất là hoành tráng, nhưng mà lúc mà thực tế thực hiện thì nó thật là cũng rất là khó. Khó khăn đúng rồi, nhất là mùa đông như thế này, bây giờ buổi sáng bảo dậy sớm mới tập thể dục cũng khó vì lạnh lắm, nằm trong chăn ấm chẳng muốn dậy nữa. Đấy, nên là rất là nhiều thứ mà nó khiến cho chúng ta trở nên ỉ ạch, lười vận động và dẫn đến là trì trệ, và cái sức khỏe của chúng ta nó cũng kém đi. Mà không kể đối với trẻ em, mà kể cả người lớn chúng ta cũng vậy, khi chúng ta lười vận động thì cái sức khỏe của chúng ta nó cũng sẽ kém đi. Cái việc dinh dưỡng đấy thì có thể bao gồm là chúng ta ăn đôi khi là không đúng bữa này, hoặc ăn không cân đối các thành phần dinh dưỡng, rồi ngủ không đủ giờ, rồi lười vận động. Thế rồi cái việc lười vận động như vậy thì không những là xương nó cũng mệt, rồi cơ thể nó cũng yếu, cơ bắp nó cũng yếu, và chân tay nó cũng yếu, động đến cái gì cũng mệt, làm cái gì cũng mệt, thậm chí khi quét cái nhà cũng thấy mệt. Đấy. Thế thì trẻ nhỏ, rồi trẻ nhỏ thì lại hay có cái thói quen ăn vặt nữa, đến bữa chính thì lại không chịu ăn, hoặc là ăn quá nhiều tinh bột, quá nhiều đường, cơ thể thiếu các vi chất dinh dưỡng, rồi cái
đôi khi là trong cái nhất là trẻ nhỏ hiện nay thì các bạn ấy rất là thích ăn những thực phẩm đồ ăn nhanh. Những được đồ ăn nhanh đấy thì chủ yếu là có đường và tinh bột và nó cung cấp các cái năng lượng chính, còn cái vi chất dinh dưỡng thì thường là ít, cho nên là cơ thể nó thiếu hụt vi chất, dẫn đến là nó tích lũy mỡ và làm cho em bé cũng dễ bị thừa cân. Thế rồi có nhiều em bé là khi bé lớn một chút là bé đã bắt đầu có ý thức về cái đẹp rồi, và cái bé đã còn nhịn ăn nữa đấy, vì em bé sợ béo nhịn ăn, thế là đâm ra người rất là gầy, chỉ có mỗi da bọc xương thôi. Những cái bạn gầy như thế hoặc những bạn béo quá thì những cái bạn này thì nó cũng sẽ cái sinh hoạt nó cũng sẽ nhanh bị mệt mỏi hơn, rồi học hành nó cũng hay bị buồn ngủ hơn và cơ thể nó cũng sẽ không tốt và cũng rất hay bị ốm vặt. Thế mà để có được cái thể được tốt và cái chiều cao đạt chuẩn quốc tế thì cơ bắp của trẻ nó cũng phải rắn chắc và dẻo dai, trẻ phải không ốm đau. Thế thì chúng ta cái dựa vào những cái cách tính chiều cao cân nặng, chúng ta cũng nên theo dõi cái cân nặng chiều cao thường xuyên để chúng ta có thể biết được cái cân nặng chiều cao của chúng ta có đạt chuẩn hay không. Thì đối với trẻ nhỏ thì cái có những cách là người ta có thể tính là dựa cái cân nặng theo tuổi và chiều cao theo tuổi dựa vào cái bảng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Còn những em bé mà lớn hơn thì chúng, hoặc là người lớn, chúng ta có thể dựa vào cái chỉ số BMI để chúng ta biết, tức là cái chỉ số cân nặng trên chiều cao, để chúng ta biết được cân nặng của chúng ta có hợp lý hay không. Cái chỉ số BMI này thì nó bằng là cân nặng và chia cho cái chiều cao bình phương, mà ở đây chiều cao tính bằng mét, hoặc chúng ta có thể tính đơn giản bằng các cái chỉ số dinh dưỡng cân nặng so với chiều cao bằng cách là cái cân nặng lý tưởng là bằng cái số lẻ của chiều cao tính bằng cm nhân với 9 rồi chia cho 10, và cái mức cân nặng tối đa thì bằng số lẻ của chiều cao, và cái cân nặng tối thiểu là bằng cái số lẻ của chiều cao nhân với 8 rồi chia cho 10. Chúng ta bằng cách sơ bộ như vậy chúng ta cũng có thể biết được là cái cơ thể của chúng ta cân nặng có đạt chuẩn hay không, và cách tốt nhất vẫn là duy trì cân nặng chiều cao ở trong cái mức độ chuẩn, thì như thế thì cơ thể chúng ta nó cũng sẽ hoạt động được một cách linh hoạt, và chúng ta hàng ngày chúng ta cũng nó giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, ít ốm đau và các cái học tập cũng như là chúng ta làm việc có hiệu quả hơn. Dạ vâng. Như vậy là thưa quý vị thân mến, là đối với việc phát triển chiều cao thì chúng ta thấy rằng là cũng có rất nhiều những vấn đề mà chúng ta phải lưu tâm. Đó là phát triển chiều cao làm sao để có thể đảm bảo cân đối được về hình thể, về sức khỏe, đúng không ạ? Chứ không chỉ là chúng ta chăm chăm phát triển chiều cao mà bỏ quên các yếu tố khác. Thì đó cũng là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng quý vị thính giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh và thậm chí là kể cả những em học sinh mà chúng ta đang trong độ tuổi là trưởng thành, đúng không ạ, cũng cần hết sức là quan tâm. Vậy thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa thân mến, là nếu như mà chiều cao của các con mà cao nhưng mà lại không đạt được cái vóc dáng chuẩn thì những cái khó khăn nào hoặc là những cái vấn đề gì về sức khỏe các con có thể gặp phải thì xin được mời bác sĩ sẽ thông tin thêm để quý vị thính giả cùng biết ạ. Thực ra thì Lê Thông quá là cầu toàn. Dạ. Chứ còn thực ra trong cuộc sống thì cũng không phải ai cũng có cái chiều cao chuẩn giống đạt chuẩn của quốc tế. Tất nhiên là cũng có những người mà chiều cao nó quá mức, hoặc có những người là cái cân nặng nó quá mức, có người thì chiều cao chưa đạt hoặc cân nặng nó chưa đạt. Nhưng mà các bạn cũng yên tâm, cũng không có gì phải đáng ngại cả. Bởi vì rằng là chúng ta còn có rất là nhiều cách để chúng ta có thể duy trì cho cái sức khỏe của chúng ta tốt và duy trì cho cái cân nặng của chúng ta nó vừa đúng theo chuẩn, bằng cách chúng ta điều chỉnh chế độ ăn này, bằng cách là chúng ta điều chỉnh cái chế độ sinh hoạt cho hợp lý. Thì tôi tin rằng là với nếu chúng ta điều chỉnh như vậy thì với một cái sự quyết tâm thì tôi tin rằng là tất cả các bạn cũng sẽ duy trì được cái cân nặng chiều cao đạt chuẩn. Và cái khi mà mình có cân nặng điều tra đạt chuẩn như vậy thì mình sẽ làm việc của mình nó cũng sẽ hiệu quả hơn và mình cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thì chúng ta biết rất rõ là bộ xương, để có được cái bộ xương có được sức khỏe tốt thì xương nó phải chắc khỏe và dẻo dai, và xương phát triển phải cả về chiều dài và về bề dày, tức là về mật độ của xương. Xương cứng chắc là xương phải có chiều dài chuẩn và mật độ xương nó cũng phải chắc, vì chúng ta biết là xương là cái giá đỡ của cơ thể, cũng như bức tường mà chúng ta là nơi chúng ta xây dựng cái tòa nhà để sinh sống. Thế thì cái ngôi nhà của chúng ta, mà những cái ngôi nhà mà có cái tường mỏng, dụ như là tôi nhớ là có những tường người ta tiết kiệm chỉ xây tường 10 thôi. Thế thì khi xây tường 10 như vậy thì thậm chí là nhà hàng xóm nói to mình cũng nghe thấy. Và nếu mà chẳng hạn như có bão mạnh, có khi cái tường 10 nó cũng dễ bị đổ. Nhưng nếu chúng ta xây nhà bức tường 20 hoặc 40 bức tường vững chắc, tôi nhớ thời Pháp ấy là người ta toàn xây tường 40. Xây cái bức tường 40 đấy mùa đông rất là ấm và mùa hè rất là mát. Như bệnh viện tôi bây giờ là tường toàn tường 40 xây từ thời Pháp. Thế thì một cái bức tường xây chắc như vậy thì nó sẽ đảm bảo cho, bảo vệ cho chúng ta, có mưa gió có bão táp nó cũng chẳng đổ và nó cứ
trường tồn mãi với thời gian. Cũng giống như vậy, cái xương của chúng ta nếu mà nó vừa dẻo dai vừa chắc khỏe, tức là nó vừa có độ dài, vừa có mật độ xương, mà vừa có bề dày nữa, thì xương nó cũng sẽ được chắc khỏe dẻo dai, và chúng ta có chạy nhảy có va đập nó cũng chẳng bị làm sao, cũng không bị xây xước, cũng không bị gãy, không bị gì cả. Nhưng nếu bây giờ một cái người mà lèo khèo hoặc một cái người mà nó lại cân nặng nó vượt quá chuẩn, cái xương nó lại bị loãng xương, thì những người như thế va đập nhẹ đôi khi nó cũng bị có thể khiến cho xương của chúng ta nó bị gãy. Rồi và cơ thể khỏe mạnh là một cái cơ thể mà có chiều cao và cái cân nặng nó hợp lý, và cơ thì nó săn chắc và chúng ta không ốm đau bệnh tật gì. Như vậy thì nếu mà trẻ có chiều cao mà không có vóc dáng chuẩn thì nó cũng gặp phải một số những vấn đề nhỏ nhỏ, ví dụ sức khỏe thì hay bị ốm vặt, những cái đặc biệt là những bạn thừa cân thì dễ bị đau mỏi khớp này, rồi do trọng lượng cơ thể của chúng ta nó nặng quá, nó phải đè lên cái khớp, và khớp nó phải giữ một cái trọng lượng cơ thể lớn như vậy thì nó cũng sẽ dễ bị mỏi, nó dẫn lên là đau khớp, mỏi khớp, rồi là đi lại nhiều là mỏi, chạy một lúc là mỏi, khiến chúng ta lại nó mỏi như thế chúng ta lại chẳng muốn vận động, và trước khi mà không vận động như vậy thì nó lại càng làm tăng cái sự mệt mỏi hơn. Thế rồi là những cái bạn béo, những bạn cũng dễ bị dậy thì sớm, mà bạn biết là khi dậy thì sớm là ở cái lứa tuổi mà khi bạn đã dậy thì như vậy so với các bạn khác thì có vẻ là cao hơn, to hơn, nhưng đến tuổi trưởng thành thì có thể nó lại chậm phát triển hơn. Rồi về mặt tâm lý thì đôi khi là nó khiến chúng ta cảm thấy hơi mặc cảm một chút, là nhìn các bạn thì nhìn thấy các bạn cao to đẹp trai xinh gái nhưng mình thì là hơi bé bé một tí thì mình cũng thấy buồn buồn một tí, nhưng tôi nghĩ rằng là chẳng có gì đáng buồn cả. Bởi vì là chúng ta vẫn còn rất nhiều cách để có thể giúp cho tăng chiều cao, và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được sự phát triển cơ thể của mình nhờ vào một chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, ngủ đủ giờ và bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể mình phát triển, cũng như giúp cho bộ xương mình được chắc khỏe dẻo dai, như là cái vitamin D, canxi và cái MK7. Vâng, như bác sĩ cũng vừa chia sẻ thì quý vị cũng thấy được rằng là nếu như mà chúng ta phát triển chiều cao cho con mà không có vóc dáng chuẩn, thực ra thì câu hỏi này bác sĩ cũng đánh giá ngay từ đầu là Lê Thông cũng hơi cầu toàn, thì tôi cũng công nhận là thực sự thì tại vì chúng ta cũng đang hướng tới những điều gì tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Đối với Lê Thông, tuổi của tôi bây giờ chắc là cũng khó cao lắm rồi. Thế nhưng mà tôi tin rằng đối với các quý vị thính giả có con em của mình thì những thông tin mà bác sĩ Đinh Ngọc Hoa của chúng tôi vừa phân tích, quý vị sẽ hiểu được và điều chỉnh được cái chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ nhất để có thể giúp cho con của mình phát triển một cách toàn diện. Và chúng ta cũng, đó cũng là mục tiêu mà tôi nghĩ rằng các bậc phụ huynh cũng đều hướng tới. Và quay trở lại với câu chuyện của chương trình thì thưa bác sĩ thân mến là vừa nãy thì bác sĩ có chia sẻ là chúng ta cần phải bổ sung những vi chất, đúng không ạ, kết hợp với chế độ ăn uống sinh hoạt luyện tập, thì xin bác sĩ có thể chia sẻ là chúng ta có thể bổ sung những vi chất mà bác sĩ vừa trình bày ở đâu và bổ sung như thế nào để các con có thể đạt được cái chiều cao tối đa khi trưởng thành, và cũng như là có được một cái vóc dáng chuẩn nhất để các con có thể tự tin ạ? Lê Thông năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ vâng, Lê Thông năm nay thì cũng chưa có gia đình đâu, cho nên là cũng chưa thể hiểu được là thực sự là không nếu dám như nói mong tuổi muốn, vâng, tôi không dám nói luôn ạ. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Chưa có gia đình chắc là cũng chưa đến 30 tuổi, cho nên là bạn cũng đừng có buồn, vì là kể khi bạn đã dậy thì rồi thì bạn vẫn có cơ hội để phát triển cái chiều cao, và khi sau 30 tuổi thì chiều cao của bạn cũng mới không tăng lên nữa, cho nên là tôi hy vọng rằng sau cái buổi hôm nay thì Lê Thông sẽ thực hiện những các biện pháp giúp tăng chiều cao, và một năm nữa khi gặp lại thì tôi nghĩ rằng là Lê Thông sẽ phải cao 1m8 nhỉ, bây giờ chắc là chưa được 1m8 đúng không ạ? Vâng, thế vậy thì để cho giúp cho bé phát triển chiều cao một cách tối ưu thì chúng ta vẫn biết rất rõ rằng là để cung cấp các vi chất dinh dưỡng dành cho không những mà cho hệ xương phát triển, mà cho cả cơ thể của chúng ta phát triển, cho trí não phát triển, thì chúng ta phải thông qua cái con đường là ăn uống, chẳng có cách nào khác. Thế thì cái ăn uống thì chúng ta biết rằng là thông qua các thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày, ví dụ như là cái canxi thì có nhiều trong tôm, cua, cá này, kẽm thì có trong hải sản này, sắt thì có trong các cái thịt màu đỏ như cá, trứng, sữa, các loại đậu, rồi taurin có trong thịt, cá, trứng, sữa, đặc biệt là trong sữa mẹ. Rồi vitamin D thì có rất là ít ở trong thức ăn, chủ yếu là được hấp thu qua da nhờ ánh sáng mặt trời. Và cái MK7 thì có trong sữa phô mai và các sản phẩm lên men từ đậu nành. Thế thì hàng ngày các bạn có thể ăn đậu, rồi uống sữa đậu nành, rồi ăn phô mai. Tuy nhiên cái hàm lượng cái MK7 nó rất là thấp, mà không phải là ngày nào chúng ta cũng ăn. Và nhất là em bé nhỏ hay uống vặt, rồi hay biếng ăn, rồi chế độ ăn thì không cung cấp đủ MK7. Cho nên là trong những trường hợp như vậy thì khi mà cái chế độ ăn, là nhất là trẻ nhỏ là hay bị ốm vặt này, bé thì hay bị ốm vặt này, lớn lên thì lại đi học đi hành, rồi là cả ngày căng thẳng vì học rất là nhiều, rồi học thêm
đi học ở lớp rồi về lại phải đi học thêm nữa, rồi đôi khi bữa ăn của chúng ta nó lại thất thường, nó không đảm bảo đủ giờ giấc, nó dẫn đến nó ảnh hưởng đến cái sự hấp thu các cái vi chất dinh dưỡng của cơ thể. Cho nên rằng là cũng ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung qua thông qua thực phẩm và con đường ăn uống như vậy, chúng ta cũng thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà nó có chứa canxi, vitamin D, MK7. Thì ngày nay mới với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì người ta chế được các cái sản phẩm mà có canxi nano. Canxi nano là cái canxi mà có trọng lượng phân tử rất là nhỏ. Và chúng ta biết là khi bổ sung canxi, chúng ta không phải là bổ sung 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, mà thường là phải bổ sung thành từng đợt. Mỗi đợt nó phải từ 4-8 tuần và mỗi năm là khoảng từ 1-2 đợt như vậy. Thế thì bổ sung canxi, nếu mà chúng ta bổ sung canxi thường thì nó rất dễ lắng động tại thận và nó gây nên là cái cặn thận, rồi gây nên là trẻ nhỏ thì dễ bị lắng động ở ruột, nó gây nên là táo bón, rồi từ đó là sẽ làm cho đứa trẻ nó bị biếng ăn, ảnh hưởng hấp thu vi chất, thì nó rất là nhiều thứ. Thế và cái như ngày nay thì khoa học của ta đã tìm ra cái canxi, phát hiện ra canxi nano, đã chế được cái canxi nano và trọng lượng phân tử nhỏ như vậy thì hấp thu hoàn toàn ở trong máu và nó không lắng động đỡ lại các cái cơ quan, mà nó không gây những cái tác dụng phụ như là trước đây chúng ta dùng canxi thông thường. Thế và cái canxi nano ngày nay thì người ta lại biết được cái kết hợp với vitamin D, MK7 và các vi chất dinh dưỡng khác như kẽm, mangan, đồng sắt, axit folic, DHA, chondroitin, để giúp cho trẻ luôn luôn có được đầy đủ các vi chất dinh dưỡng cần cho cái nhu cầu của cơ thể, và cùng với việc vận động cái hợp lý, tắm nắng rồi ngủ đủ giờ, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn rằng là em bé nhà mình cũng sẽ có được sự phát triển tốt về cả trí tuệ cũng như là thể lực. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, như vậy là tôi hỏi cho các bé mà cuối cùng là tôi cũng được tư vấn rất là kỹ lưỡng liên quan tới chế độ dinh dưỡng cũng như là cách để có thể bổ sung. Và có lẽ là đây cũng là những thông tin mà vô cùng quý báu đấy ạ. Thưa quý bác sĩ thân mến, là hiện tại thì trên thị trường thì cũng có rất nhiều những sản phẩm có chứa những vi chất dinh dưỡng mà bác sĩ cũng vừa trình bày với chúng ta, ví dụ như là vitamin D3, MK7, các vi chất dinh dưỡng khác. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra gợi ý một chút để quý vị thính giả chúng ta có thể quan tâm và lựa chọn ạ? À đúng như vậy, trên thị trường tôi thấy có rất là nhiều các loại sản phẩm có chứa canxi nano. Nhưng tôi đặc biệt thấy có một cái sản phẩm là cái Viptin với rất là nhiều những cái dạng, như là dạng gói này, dạng viên này, dành cho các lứa tuổi khác nhau. Và cái đặc biệt của cái Viptin này là bằng cái sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba giúp tăng hấp thu tối đa canxi vào xương và giúp xương dày nhanh, là canxi nano, vitamin D, MK7. Đặc biệt là MK7 được chiết xuất từ đậu tương lên men theo phương pháp truyền thống natto của Nhật Bản, cùng với các cái vi chất dinh dưỡng giúp cho mật độ xương được chắc khỏe, dẻo dai và giúp phát triển trí não, như là mangan, kẽm, magie, boron, chondroitin, DHA, acid folic, vân vân, và được sản xuất theo công nghệ hiện đại để được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Thì viên uống Viptin giống như một chế độ dinh dưỡng chuẩn mực đối với cả các bạn trai và các bạn gái từ lúc mà em bé được 6 tháng tuổi cho đến tận cái tuổi dậy thì, và đã được Nhật Bản và Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công để tăng chiều cao cho dân tộc. Chứ các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng. Và các bạn cũng nên chú ý một điều là cái viên uống Viptin thì nó là một cái, nó chỉ bổ sung các vi chất dinh dưỡng giúp cho xương chắc khỏe, dẻo dai, và nó không làm tăng cân và nó cũng không gây béo phì ở trẻ nhỏ. Cho nên là có rất nhiều những em bé là sợ nó nghe nói đến các cái viên uống vi chất dinh dưỡng, nghĩ là uống sẽ làm tăng cân, nhưng thực tế là cái viên này nó chỉ bổ sung vi chất dinh dưỡng chúng ta thôi, và nó không làm cho em bé bị béo phì. Nhất là những em bé mà đến cái tuổi dậy thì, mới tiền dậy thì là rất hay sợ là bị béo phì. Thì các bạn cứ hoàn toàn yên tâm khi chúng ta sử dụng sản phẩm này. Mà tôi nghĩ rằng là Lê Thông cũng nên sử dụng sản phẩm này nhỉ. Lê Thông chịu khó ăn uống tốt này, ngủ tốt này, rồi thể thao nữa, và bổ sung viên uống Viptin. Tôi nghĩ rằng là năm sau tôi gặp lại Lê Thông chắc sẽ tăng 10 cm. Dạ vâng ạ. Rất là kỳ vọng là sẽ như vậy. Rất là cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị thân mến, bây giờ đây chúng ta cùng quay trở lại với đường dây nóng 1900 6255 ạ. Chúng ta đã cùng đón nhận những tín hiệu kết nối của thính giả. Alo. Em xin chào MC Lê Thông ạ. Vâng ạ, xin được chào anh ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. À, xin chào bạn. Vâng ạ, mời anh giới thiệu một chút về mình anh nhé. Dạ, em tên là Cường, em ở Hà Nội ạ. Vâng, anh Cường đến từ Hà Nội. Vâng, em muốn hỏi bác sĩ một tư vấn cho em một tí là em đã nghe chương trình của bác sĩ rất là lâu rồi. Dạ. Vâng, thì, rất là cảm ơn bạn. Dạ vâng, em theo dõi lâu lắm rồi đấy ạ. Tại vì con em thì em cứ theo cái phương pháp của bác sĩ là con em phát triển rất là tốt. Vâng, chiều cao và cân nặng cũng rất là tốt ạ. Đấy, Lê Thông thấy chưa? Lê Thông dạ. Học tập nhé. Vâng ạ. Dạ vâng. Dạ. Em cảm ơn bác sĩ, em nghe bác sĩ rất là lâu rồi. Mà em cũng có một cô cháu là cùng bằng tuổi với cả con em. Bạn ấy bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay bạn ấy lên 5 tuổi bác sĩ ạ. 5 tuổi. Vâng, con nhà em cũng 5 tuổi, nhưng mà hai bạn này nó chênh lệch quá nhiều.
Vâng, con em thì phát triển là chiều cao bình thường, nhưng mà con của cháu em thì nó thấp hơn và còi hơn. Bạn ấy là con, bạn ấy là bao nhiêu cân và cao bao nhiêu? Bạn cháu em cháu em lại không nhớ là số cân bao nhiêu, nhưng mà nhìn thấy con nhà em lại còi hơn và thấp hơn nhiều lắm. Thì em cũng có tư vấn các cái phương pháp mà em hay nghe của bác sĩ để cho bạn, mẹ bạn ấy. Đúng rồi. Nhưng mà cái mẹ bạn ấy cứ cho uống cái sản phẩm Previctin một thời gian thì mẹ bạn ấy cứ bảo là nóng. Thì em cứ thắc mắc, em bảo là nóng cái gì, cháu vẫn uống đây mà có nóng cái gì đâu, có vấn đề gì đâu mà tại sao cứ bảo nóng. Thì em cứ cho uống con em là cứ 3 tháng 1 ạ. Thì em hỏi bác sĩ là cái sản phẩm đấy nếu mà uống liền 3 tháng 1 thì có vấn đề gì không ạ? À, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thì mình không hỏi nóng ở đây là nóng như nào, tức là bạn táo bón hay là bạn ý mọc mụn hay là bạn ý mẩn ngứa hay là có vấn đề gì. Thì không biết là em gái của em có chia sẻ với em cái vấn đề nóng mà bạn ấy thấy là em bé như mình nóng như thế nào không? Đấy thì em cũng có hỏi nhưng mà bạn cũng không bảo. Em cũng không hiểu là, em bảo là đây là anh rất nghe chương trình của bác sĩ rất là nhiều, và bác sĩ tư vấn như cháu đây có làm sao đâu mà cứ sao lại không cho uống. Và tại vì em nhìn hai bạn ấy nó chênh lệch nhau quá nhiều. Con nhà em thì bây giờ có khi còn cao bạn lớp 1 rồi. À, thế tốt rồi. Vâng. Thế thì cái chính là chỗ thế này, mình phải hiểu rõ về các dưỡng chất mà mình sử dụng. Thế nhưng mà cái vấn đề là ngoài cái việc sử dụng dưỡng chất ra thì cũng phải đảm bảo chế độ ăn nó hợp lý nữa, rồi là vui chơi nữa. Các em bé thì bây giờ mùa đông thì 5 tuổi thì các bạn ấy đã đi học mẫu giáo rồi đúng không? Thì đến lớp thì nó cũng có những cái giờ sinh hoạt ở ngoài trời. Thế thì những cái ngày nghỉ ở nhà thì vào buổi sáng thì mình có thể cho, mùa đông mùa hè thì có thể cho em bé vận động buổi sáng sớm hơn, nhưng mùa đông thì muộn hơn. Thì chúng ta khoảng 7 giờ 7 rưỡi chúng ta cho em bé ra ngoài chơi một lúc. Thì cái việc mà vận động buổi sáng thế nó rất là tốt, vì em biết rõ rằng là vận động nó sẽ giúp cho cái việc tiêu hóa năng lượng thừa. Thế và sau vận động như vậy thì em bé nhà mình nó sẽ khỏe hơn, ăn uống tốt hơn và nó ngủ ngon hơn, thì nó sẽ phát triển được tốt hơn. Thế những cái bạn mà ít vận động ấy thì nó cũng sẽ không phản ứng nhanh nhẹn bằng những cái bạn mà thường xuyên vận động. Thế rồi ngủ đêm, thế một cái giấc ngủ tốt thì nó sẽ giúp cho cái phát triển chiều cao được tốt. Thế còn việc bổ sung cái Viptin như em nói, thì cái Viptin bản thân, cái Viptin đấy thì là canxi nano rồi. Canxi nano thì nó cũng không có gây hiện tượng như là táo bón. Thế và cái MK7 thì nó lại được chiết xuất từ cái đậu nành lên men, hoàn toàn từ thiên nhiên, cho nên là em rất là yên tâm khi mà chúng ta sử dụng không có vấn đề gì cả. Thế thì em thử hỏi xem là mẹ em bé xem là có vấn đề gì khi mà chúng ta sử dụng, hoặc là bạn nếu mà khi mà em dùng thì mình có cái vấn đề gì đặc biệt mà thấy bất thường thì mình có thể gọi điện vào cái đường dây nóng để mình hỏi. Nếu như mà vị thính giả chúng ta quan tâm thì Lê Thông cũng xin được cung cấp số điện thoại để anh có thể liên hệ về, đó là số 1900 1259 anh nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả cũng đã quan tâm kết nối với chương trình. Và thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của một thính giả đã đăng ký thành công ạ. Alo ạ. Chương trình xin được chào thính giả. Xin chào MC Lê Thông với cả bác sĩ ạ. Xin chào anh ạ. Mời anh cùng giới thiệu một chút về mình ạ. Em tên là Thảo và em đang ở Hà Đông. Vâng, xin được chào anh. Anh có câu hỏi gì muốn gửi tới bác sĩ của chúng tôi ạ? Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là nhà em thì có 3 bạn bé. Dạ. Vâng, một bạn thì gần 5 tuổi, một bạn thì hơn 2 tuổi và một bạn thì 18 tháng. Vâng ạ. Thì nhưng mà cái bạn em cảm giác là hai bạn lớn thì rất là hay ống vặt. Vâng ạ. Và thông thường thì trung bình mỗi tháng là bạn lớn, bạn gần 5 tuổi với bạn, đặc biệt là bạn 2 tuổi thì mỗi tháng hoặc là 2 tháng 1 là ốm một lần, ốm vặt vặt về đường hô hấp. Với cả là cái bạn 2 tuổi thì bạn rất là hay khóc buổi tối, và cảm giác cùng bạn ấy ngủ không ngon. Thì em qua đây em cũng muốn nhờ hỏi tư vấn bác sĩ là mình có nên dùng cái sản phẩm gì để cho các bạn ấy vừa tăng thể lực và đảm bảo hệ miễn dịch cho khỏe không ạ? À, thế thì bác muốn hỏi là bạn 5 tuổi bây giờ bạn ấy chiều cao cân nặng của bạn như nào, em có nắm được không? Bạn 5 tuổi thì chiều cao thì em không chưa đo, nhưng mà cân nặng thì bạn cảm giác hơi mập, khoảng tầm 20 cân. 20 cân. Dạ. Bạn 5 tuổi 20 cân thì 5 tuổi mà 20 cân thì bạn ấy cân nặng của bạn ấy nó cũng vẫn nằm trong cái giới hạn chuẩn, nhưng mà chuẩn của bạn ấy là 18 cân rưỡi nếu như bạn là bạn trai. Thế thì còn thì cái chiều cao 20 cân, à cái cân nặng 20 cân thì vẫn là nằm trong giới hạn chuẩn mà không vấn đề gì. Bạn 2 tuổi được bao nhiêu cân? 2 tuổi chắc được khoảng 12 cân gì đấy ạ.
12 cân thì cân nặng cũng đạt chuẩn rồi. Bạn 18 tháng bao nhiêu cân? Bạn 8 tháng ạ. À, 8 tháng. 8 tháng. Thì em không cân nhưng mà... À, chưa cân. Vâng. 8 tháng thì độ khoảng chừng 8 cân rưỡi là cân nặng bán đạt chuẩn. Đấy, thế thì cái bạn nào mà hay ốm vặt là cái bạn... Bạn 2 tuổi, bạn hay ốm vặt với cả... À, tức là hay... Tóm lại là cái bạn 2 tuổi là có nhiều vấn đề nhất. Dạ. Đấy, hay ốm vặt này, rồi buổi tối thì ngủ được không ngon giấc hay khóc này. À, thế thì cái cân nặng của các bạn 2 tuổi thì nó cũng đạt rồi. Thế thì với những bạn hay ốm vặt như vậy thì chứng tỏ là bình thường ấy, ở cái lứa tuổi dưới 3 tuổi thì sức đề kháng nó cũng kém. Bởi vì cái miễn dịch chủ động mà mẹ truyền cho trong lúc mà mẹ mang thai thì nó đã gần như là không còn khi mà em bé được 12 tháng tuổi. Trong khi miễn dịch chủ động do cơ thể tự sản xuất ra thì nó vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Cho nên là ở cái tuổi này thì các em nhỏ ấy là thường là cái rất hay bị ốm vặt. Không những con nhà bạn mà con nhà nhiều bạn nữa cũng rất hay bị ốm vặt ở vào cái tuổi này. Có những em bé là cả tháng ốm suốt, cứ thấy tuần nào cũng thấy đi khám, bởi vì rằng là ốm chưa kịp khỏi thì lại bị mắc tiếp một cái đợt khác. Thế thì để cho em bé ở cái tuổi này ít bị ốm ấy, thì bạn nên ngoài cái việc mà cái chế độ ăn uống thì tôi nghĩ rằng là cân nặng của con thì bạn đạt chuẩn thế này rồi thì chắc là chế độ ăn là đã đảm bảo rồi. Thế nhưng mà để giúp cho em bé hết ốm vặt thì bạn có thể bổ sung thêm những cái vi chất mà giúp cho em bé tăng cường sức đề kháng như là Immunalpha, như là sữa non. Và cái vi chất này nó có trong cái sản phẩm Body 15 thì có chứa canxi nano này, có canxi nano này, có vitamin D3 này, có MK7 này. Thì cái việc mà mình bổ sung thêm canxi, vitamin D, MK7 thì cũng sẽ giúp cho em bé nó được cung cấp đầy đủ canxi. Thì khi em bé nó không bị thiếu canxi thì đêm nó cũng ít bị cái rối loạn giấc ngủ, và đồng thời nó lại có cả cái chất tăng cường sức đề kháng Immunalpha và sữa non. Thì khi mình bổ sung cho em bé cái vi chất dinh dưỡng như thế thì là em bé nhà mình không những mà nó sẽ ngủ ngon và nó còn ăn uống tốt và nó cũng sẽ đỡ bị ốm vặt. Bác nghĩ là như vậy, em cứ thử bổ sung một đợt cho bạn ấy trong 8 tuần xem sao. Cái đấy thì bây giờ các hiệu thuốc đều bán. Dạ vâng ạ. Vâng, nếu như thính giả chúng ta quan tâm tới sản phẩm này thì Lê Thông cũng xin được cung cấp số điện thoại để anh có thể liên hệ về để hiểu hơn về sản phẩm này. Mời anh gọi về số 1900 1259 anh nhé. Vâng ạ, như vậy là vị thính giả của chúng ta cũng đã nhận được những lời tư vấn đến từ phía bác sĩ của chương trình. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị đó là thời gian của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay cũng không còn nhiều. Chính vì vậy mà quý vị thính giả đang theo dõi chương trình, chúng ta có những câu hỏi nào cho bác sĩ Đinh Ngọc Hoa của chúng tôi thì đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay về với tổng đài 1900 6255. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi trên email của chương trình mà thính giả đã gửi về. Xin được chào bác sĩ ạ, tôi có hai cháu trai, cháu lớn tuổi 5 tuổi, cao 112 cm, nặng 20,5 kg, cháu nhỏ 3 tuổi cao 91 cm, nặng 15,5 kg. Xin được hỏi là các cháu sau khi trưởng thành thì có thể cao tối đa được bao nhiêu cm, tôi nên sử dụng thực phẩm như thế nào để giúp tăng chiều cao cho các cháu đây ạ? Vâng, đây là vị thính giả có hai cháu trai và cũng đã nêu rõ là số tuổi cũng như là cân nặng rồi, và xin mời bác sĩ sẽ thông tin thêm để quý vị thính giả có thể được biết ạ. À, chào bạn, em bé như bạn, em bé 5 tuổi mà em bé cao 112 cm và em bé nặng 20 cân 5, thì cũng không thấy bạn nói là em bé nhà mình là em bé gái hay em bé trai. Nhưng kể cả em bé gái hay em bé trai thì cái chiều cao cân nặng của bạn ấy thì đều đã đạt chuẩn rồi. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn mà cứ duy trì một cái chế độ ăn uống hợp lý và cân đối các thành phần dinh dưỡng này, rồi ngủ đủ giờ và cái thể thao phù hợp cộng với cái việc bổ sung cái vi chất dinh dưỡng có chứa canxi, vitamin D, MK7 thì như là cái Body 15 mỗi năm một đợt cho em bé trong khoảng từ 8 cho đến 12 tuần thì tôi nghĩ rằng là em bé như bạn khi lớn thì cũng có thể được 1m75 đến 1m8. Và bạn thứ hai 3 tuổi thì cái chiều cao của bạn ấy là 91 cm và cái cân nặng của bạn ấy đạt là 15,5 cân. Thì cái chiều cao cũng như cái chiều cao của bạn thì nó so với cái chuẩn thì nó cũng chưa được đạt chuẩn, vì chuẩn ở cái lứa tuổi 3 tuổi là cái chiều cao của bạn ấy là nó phải được là 95 đến 96 cm, 95 cm nếu là bạn gái mà 96 cm là bạn trai. Và cái cân nặng của bạn ấy thì cái đều là bé gái hay bé trai thì đều đã đạt tốt rồi, chỉ có cái chiều cao chưa đạt. Thì đối với bạn này thì bạn cũng có thể bổ sung thêm cái sản phẩm Body 15 cho em bé để giúp cho em bé không những tăng cường sức kháng, ít ốm vặt mà còn giúp cho em bé phát triển chiều cao được tốt nữa.
Dạ vâng, như vậy là với trường hợp này thì vị thính giả của chúng ta cũng đã nhận được lời tư vấn từ phía thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì chúng ta hãy cùng đến với một câu hỏi tiếp theo mà thính giả cũng đã chia sẻ về cho chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả này ạ. Alo. Alo. Vâng, chương trình xin được chào thính giả. Mời anh cùng giới thiệu một chút về mình ạ. Dạ vâng, xin chào MC Lê Công ạ. Dạ, à, xin chào bạn. Vâng, em là Nguyễn Bắc tên là Xuân, năm nay 35 tuổi, dạ. Đến từ Hà Nội. Thì có câu hỏi với bác sĩ ạ. Vâng, bé nhà em thì em có hai bé. Một bé là năm nay là bước sang là 8 tuổi. Một bé là năm nay bước sang là 5 tuổi. Thì cái bé 5 tuổi ấy, thì là tự nhiên lúc trước ấy, bé sinh ra được 2,5 cân. Là do là nước ối đầy, đang bị gây hợp huyết ối và hay bị cái đường hô hấp. Thế đường phổi ấy, thì là với cái tình trạng là bé lớn thì bây giờ mới được có 17 cân và cao thì trung bình là 96 ạ. 96. Dạ vâng. Còn bé kia thì là được là em cũng ngang ngáng tầm khoảng độ 96 ạ. 9 hai tức là bạn cái bạn 8 bạn tuổi. Một, dạ vâng, bạn 8 tuổi là gần 96 ạ. Bạn 8 tuổi 96 á? Dạ vâng. Thế thì bác nghĩ rằng là chắc em có nhầm không, bởi vì rằng nếu mình thấy thì bạn ấy quá là còi. Vâng ạ. Vì nếu mà 96 thì cái chiều cao thì nó rất là thấp. À lúc trước là đúng, lúc trước là 96, bây giờ nó lên được hơn mét rồi. Đấy, đúng rồi, chắc bây giờ bạn phải được 110 cm là ít chứ không thể nào. Dạ vâng, vâng. Ít nhất là cũng phải 120, bạn có được 120 cm không? Không, không được ạ. Chắc là tầm khoảng 15-16. 15-16. Dạ vâng. Nhưng mà lại trung bình cân thì chỉ khoảng 8 cân, 17 cân. 8 tuổi mà lại có 17 cân thì là bạn này bị kể cả chiều cao như cân nặng của bạn thì đều chưa đạt, thì cái này nó là thuộc về bạn bị còi cọc đấy. Dạ. Tức là cái cân nặng đạt chuẩn thì nó là 25 cân 4 lạng, còn thì cái dưới mức 19 cân thì đã là bị suy dinh dưỡng rồi. Đấy, 19 cân rưỡi. Dùng cho các bạn hai bé là bú sữa để mà em dùng là cái Bia-Sure. Pediasure. Dạ vâng. À, bây giờ hai bạn đấy vẫn đang uống cái sữa này à? Không không không, bây giờ các bạn ấy không dùng sữa đấy mà em lại thường xuyên dùng cái sữa tươi kia. À, sữa tươi. Dạ. Vâng ạ. Thế thì bây giờ vấn đề của bạn là muốn cái gì? Tức là muốn cho bạn 8 tuổi phát triển chiều cao cân nặng được tốt này. Bạn 5 dạ vâng, tuổi dạ thì dạ vâng. Không bị ốm vặt. Dạ vâng, đúng rồi. Ừ. Liên Thông có thấy rằng là các ông bố bây giờ rất là quan tâm đến các em bé công không? Công nhận là như đấy. Vậy. Nên Liên Thông học tập nhé. Dạ. À, thế thì đối với cái bạn mà 8 tuổi thì tôi thấy rằng là cái chiều cao cân nặng của bạn thì đều là không đạt rồi. Thế thì không đạt thì bây giờ 8 tuổi bạn không biết là bạn gái bạn trai nhỉ? Alo? Bạn gái bác sĩ ạ. À bạn gái. Rồi. Dạ. Bạn gái thì kể cả bạn ý là bạn gái đi chăng nữa thì cái chiều cao cũng như là cái cân nặng của bạn ấy thì nó cũng đều là chưa đạt hết. Thế thì để bây giờ mà muốn cho bạn ấy phát triển chiều cao cân nặng được tốt thì quan trọng nhất là vẫn phải kiểm soát cái chế độ ăn uống của bạn ý. Thì bạn xem là bạn có hay giấu thức ăn đi đâu không. Có nhiều khi như con nhà bác ngày xưa là nó toàn giấu thức ăn đi đấy, nó có giấu đi chỗ rất là kín, bác chả có tìm thấy nữa cơ. Mà trong cái đấy nó bảo nó ăn rồi. Thế đấy, đấy, nói vui như thế nhưng mà đấy là mình phải kiểm soát cái chế độ ăn uống của bạn ý. Vì bạn biết rõ rằng là cái tốc độ phát triển của cơ thể nếu phụ thuộc vào cái lượng thức ăn mà mình ăn vào. Trên thứ nhất là phải ăn được tốt. Bạn muốn tăng được cân thì bạn phải ăn được tốt đã. Ăn được tốt thì nó mới giúp cho cái việc mà có cơ thể chúng ta có đủ vi chất dinh dưỡng, có đủ protein để mà xây dựng các cái tế bào cơ bắp nó phát triển và xương nó phát triển lên được. Thế nếu bây giờ mà bạn ấy mà không chịu ăn thì cũng không có cách nào khác. Chịu thôi. Đấy, thứ nhất là phải ăn uống tốt. Thứ hai nữa là cái vấn đề là không biết là bạn ấy có bây giờ 8 tuổi bạn có thích cái môn thể thao nào không? Ví dụ mùa hè có thể hướng dẫn cho dẫn bạn đi tập bơi chẳng hạn này. Thế thì trời lạnh như thế này thì có thể là nếu mà học gần nhà thì mình có thể mua cho bạn cái xe đạp rồi mình đi học cùng với bạn ấy để cho bạn ấy đạp bên cạnh bố chẳng hạn. Dạ. Thì đấy một trong đấy cũng là một trong biện pháp mà giúp cho bạn ấy hoạt động thể lực, và cái hoạt động thể lực đấy thì nó cũng sẽ giúp cho bé nhanh nhẹn hơn và đến bữa ăn được tốt hơn. Và một điều
quan trọng nữa bạn nên nhớ là phải tránh ăn vặt, vì cái tuổi này rất là hay ăn vặt, cho nên là cố gắng là không nên cho bạn ấy tiền ăn quà vặt. Đấy, và đôi khi mình không cho tiền nhưng bạn ấy vẫn có quà vặt để ăn, bởi vì bạn các bạn bè của bạn ấy cho. Cho nên là đấy, nhưng mình cố gắng làm sao kiểm soát được cái chế độ ăn của bạn ấy cho nó tốt. Thế thì có ăn tốt rồi có thể thao tốt và ngủ tốt nữa thì bạn mới có thể phát triển được cái chiều cao tốt, rồi bạn có thể bổ sung thêm cái sản phẩm giúp cho cái hệ xương của bạn phát triển như là cái Viptin. Cái body Viptin 3 và bạn có thể bổ sung thêm cái men vi sinh nữa, bởi vì những cái bạn mà nó gầy yếu như thế này thôi thì cái hệ vi sinh ở trong cái đường ruột của bé nó cũng kém phát triển, cho nên là nó mới không có khả năng hấp thu được các vi chất dinh dưỡng. Bởi vậy bạn có thể bổ sung thêm cái men vi sinh Golden Lab, nó làm cái men vi sinh mà nó kết hợp hai thành phần, vừa có các cái lợi khuẩn mà vừa có chất xơ, nó giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được tốt. Tôi tin rằng là với sự kết hợp giữa một cái chế độ ăn uống tốt và sinh hoạt hợp lý, cùng với cái việc mà bạn ý bổ sung thêm cái men vi sinh Golden Lab và uống thêm cái body Viptin, tôi nghĩ rằng là sau độ khoảng 3 đến 6 tháng thì em bé nhà bạn chắc chắn là cũng thể tăng cân và tăng chiều cao. Thế còn thì đối với các bạn thứ hai, bạn 5 tuổi đấy mà bạn hay bị viêm đường hô hấp thì bạn cũng có thể bổ sung cho bạn những cái sản phẩm body Viptin 2, nó có chứa các sản phẩm mà giúp tăng cường sức đề kháng như là Immune Alpha và cái sữa non. Ngoài ra nó cũng có canxi, vitamin D, MK7, nó giúp cho xương của bạn được chắc khỏe và tốt hơn. Tôi hy vọng rằng là với chế độ ăn uống tốt và cái sinh hoạt hợp lý thì em bé nhà bạn cũng chắc chắn là sẽ đạt chuẩn cùng với các bạn khác cùng trang lứa. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ cũng đã dành những lời tư vấn cho quý vị thính giả trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng phát sóng trực tiếp của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đến từ Bệnh viện Saint Paul đã tham gia chương trình và tư vấn cho quý vị thính giả. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống tăng chiều cao Viptin của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành và tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn số 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509, hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoe đẹp@bacsitivan.vn và chi tiết tại website bacsitivan.vn. Còn bây giờ thì Lê Thông cùng bác sĩ Đinh Khoa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Viptin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bốc hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7.